this expo is good because it's in Hanoi. It's a good chance for us to introduce to the northern side of Vietnam. We are already in Ho Chi Minh. It's distributed in the supermarkets in Aeon. So yeah, I think we get a very good response over here. I hope that they will try and love the durian. Hội chợ thương mại quốc tế khuyến khích cho các cái mặt hàng của Việt Nam mình, thúc đẩy cái phát triển của các cái sản phẩm Việt Nam đến thị trường quốc tế. Cái sự hy vọng của công ty thì chị thấy rằng là qua các cái hội chợ như thế này thì chị thấy nó rất là tiềm năng, và chị hy vọng rằng cái sản phẩm này các cái bạn bè ở khu vực và quốc tế biết đến nhiều hơn và mọi người có thể sử dụng nó nhiều hơn. Mình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hoàng. Và công ty mình là một trong những rất là hạnh được là một trong những cái thương hiệu của quốc gia về ngành khóa. Sản phẩm của mình thì hiện tại đã xuất khẩu hầu hết 11 nước Đông Nam Á. Mạnh nhất là bao gồm thị trường Lào, Campuchia, Indonesia và Singapore. Mình mong muốn là tại hội chợ Vietnam Expo này thì công ty mình có thể tạo được một cái bước tiến xa nữa để xuất khẩu đi nhiều nước trong đó có các nước châu Âu. I believe that Hanoi is a tremendous opportunity to make a good business for the businessman. So that's why we also choose the Hanoi to participate in this exhibition. We can find a very tremendous opportunity and good chance to enlarge our business. Since our company is bigger and bigger after participating in this exhibition. Theo mình được biết thì triển lãm Expo là một triển lãm thương mại rất là lớn và đã tổ chức rất là nhiều lần. Và cái sự uy tín của Expo thì mọi người đều biết, và có rất là nhiều lĩnh vực mà Expo sẽ được triển lãm trong cái triển lãm ngày hôm nay. Nên là mình muốn chọn Expo để mình quảng bá cái sản phẩm của mình, công ty của mình đến tất cả mọi người đều biết.